Chào các bạn. Mấy ngày hôm nay theo dõi trên không gian mạng thì cũng có những cái điều rất thú vị về cái vụ bà Việt Tân. Cho đến nay thì cơ bản về tên tuổi, nơi cư trú, hoàn cảnh gia đình như thế nào đã được làm rõ rồi. Và có một cái thông tin khá là tin cậy ở Facebooker Nguyễn Xin và những cái lập luận này cũng khá là xác đáng. Thì cũng có những cái thông tin mà nó gây cho dư luận nhiều cái sự nghi ngờ. Ví dụ như là cái tờ lệnh truy nã. Tôi xin khẳng định cái tờ đó là tờ giả mạo, bởi vì không có cơ quan an ninh nào làm việc như vậy khi mới chỉ nghe nguồn tin đã phát lệnh truy nã, mà người ta sẽ phải tổ chức truy tìm trước để xác định cái người phụ nữ đó là ai và sẽ mời lên làm việc trước, chứ không ai mà phát lệnh truy nã cả. Nên những người lan truyền cái tờ lệnh truy nã đó là đang có một cái hành vi lan truyền thông tin giả mạo và có thể bị xử lý trước pháp luật. Còn có một cái văn bản khác của phòng BA03 công an tỉnh Bình Dương, thì cái này là cái công văn liên ngành. Và cái công văn này tôi đánh giá là đúng là có cái công văn đó. Mà cái anh trưởng phòng này tôi cũng quen, nên là mà mình không có hỏi những thông tin này, mình không có gọi hỏi gì cả. Nó khá là phiền để cho cơ quan chức năng làm việc. Rồi về sự việc này thì diễn biến sẽ như thế nào, thì tôi tạm thời đưa ra ba cái giả thuyết như sau. Giả thuyết đầu tiên, như tôi lập luận ở cái clip trước ấy, là người phụ nữ này chỉ là một fan hâm mộ của vị idol này và có khả năng là fan của Sư Minh Tuệ nữa, nên có những cái hành động như vậy. Và trong trường hợp này, nếu như cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này không phải là thành viên của tổ chức Việt Tân và không nói những câu từ như là vị idol kia lên hô hào, mà chắc chắn rằng trong cuộc gặp chỉ có một vài phút như vậy, thì rõ ràng là, và tôi đọc khẩu hình thì tôi thấy rằng nó không có những cái nội dung trao đổi như vậy, và những câu đối đáp qua lại cũng như cảm xúc của người phụ nữ này, thì chắc chắn tôi khẳng định một điều rằng sẽ không có những lời lẽ như vị idol kia hô hào. Và trong trường hợp này mà nếu như không có những cái thông tin như vậy mà cố tình là xuyên tạc, thì bản thân người phụ nữ này và gia đình họ có thể yêu cầu pháp luật xử lý cái người xuyên tạc thông tin. Và cái điều quan trọng nhất là gì? Cái người xuyên tạc thông tin này không chỉ gây ảnh hưởng đến cái người bị xuyên tạc mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, bởi vì những câu từ hùng hồn như vậy, kêu gọi như vậy là quảng cáo cho tổ chức Việt Tân và hô hào một cái khẩu hiệu không khác gì cái khẩu hiệu là xuống đường để lật đổ chính quyền, rất là nguy hiểm. Và chắc chắn rằng cơ quan chức năng sẽ phải xử lý. Và tôi nghiêng về giả thuyết này. Giả thuyết thứ hai là người phụ nữ này vì lý do là không bình thường như là một số thông tin như là của Facebooker Nguyễn Xin đưa ra, mà có những cái tờ nguyên văn như vậy. Hoặc là tôi giả sử là người phụ nữ này nói những câu như idol này nói, mà họ ở trong một cái trạng thái không bình thường, thì idol này có công không? Và người phụ nữ này có bị xử lý không? Thì nếu như xác định họ không phải là thành viên của tổ chức Việt Tân mà không phải như vậy, mà chỉ vì không bình thường nên nói như vậy, hoặc là vì nổ hay nói như vậy, thì họ sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo, giáo dục và giao cho gia đình quản lý để không tái diễn cái hành vi đó. Nhưng cái vị idol này có khả năng vẫn bị cảnh cáo, bởi vì nếu như mà có những lời lẽ này thì có cách xử lý khác, có thể giữ lại, bảo vệ giữ lại và gọi cơ quan chức năng đến xử lý, hoặc là âm thầm báo cho cơ quan chức năng, chứ không cần lên bù lu bù loa trên mạng xã hội như vậy, không khác gì một cái lời kêu gọi xuống đường biểu tình. Thì trong trường hợp này, kể cả trong trường hợp này thì cũng phải nhắc nhở, thậm chí là xử lý nếu tái phạm đối với vị idol này. Trường hợp thứ ba là trường hợp mà người phụ nữ này đúng là thành viên của tổ chức Việt Tân. Sau khi xác minh ra thấy thì bà này tham gia vào tổ chức Việt Tân, thì không phải ai tham gia vào tổ chức phản động thì cũng bị ngay lập tức là bị khởi tố, truy tố, đưa ra cho đi tù đâu, mà người ta sẽ phải đánh giá, phân hóa xem có hoạt động gì chưa, rồi tham gia với cái hình thức nào. Có nhiều cái tổ chức phản động nó để khuếch trương thanh thế, lôi kéo quần chúng, nó vẫn đánh trống ghi tên, một ngày nào đó tên các bạn sẽ được đưa vào một cái tổ chức nào đó là bình thường. Và cơ quan an ninh người ta rất thận trọng trong việc đánh giá, xác định xem là người này có thực sự tham gia hay không, ý thức tự nguyện như thế nào, có ý thức như thế nào, đã có những hoạt động gì chống phá hay chưa, chứ không phải đơn giản là cứ đánh trống ghi tên và có tên của tổ chức hoặc tổ chức thừa nhận hay là có mối quan hệ đó là cho đi tù đâu, không phải đơn giản như vậy. Thì người ta sẽ phải đánh giá để người ta xử lý theo cái quy định của pháp luật. Và trong đấu tranh với tội phạm về chính trị, về xâm phạm an ninh quốc gia, thì cái việc mà xử lý trước pháp luật đáp ứng các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, và người ta sẽ phải tính toán. Nên là cái trường hợp thứ ba này, giả sử có xảy ra thì cũng phải chờ cơ quan chức năng xử lý theo cái quy trình của họ, chứ không phải đơn giản. Nên là các bạn phải đặt ra những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà trong ba cái trường hợp này thì tôi thấy cái khả năng lớn nhất vẫn là cái trường hợp thứ nhất thôi. Và nếu quả như vậy thì người phụ nữ này thực sự đáng thương.
chỉ vì hâm mộ idol đến thể hiện cảm xúc tình cảm, lặn lội từ dưới quê lên như vậy và cuối cùng bị mang tiếng, bây giờ thành nổi tiếng luôn. Và sau khi nổi tiếng xong thì người phụ nữ này mà nếu mà cơ quan chức năng xử lý nhắc nhở gì đó xong thì nếu mà đúng như vậy về lại thành lập cái kênh TikTok. Trời ơi, chị hai này á mọi người, không biết lúc mà bà like xong rồi bà ta tự coi lại mấy cái clip của bà like á, bà có tự mắc cỡ không hả mọi người? Rồi ông Dũng kế bên ổng đó, không biết ổng có mắc cỡ ngại ngùng giùm bà không ha. Chứ tôi coi tôi mắc cỡ giùm bà muốn chết rồi vậy đó. Dùng cái con doanh nhân này thì tôi nói rồi, tôi nói tôi nhìn bà nha, nghe cái tiếng mà dằn dặn là tôi muốn chửi liền. Bà nói gì hôm bữa bà mới ra tù á. Bà nói bà về nhà mấy ngày nay á, bà nói anh Dũng anh lật qua lật lại lật tới lật lui lật xuôi lật ngược, cái anh Dũng buông ra cái bà lật lìa. Ôi là trời, con ngục con mụ này nó mở miệng ra nó nói cái gì cũng dơ giấy trong lũ miệng nữa không rồi trời. Thấy có con doanh nhân nào mà giống nó không, dùng con quỷ cái. Mà tôi còn thắc mắc một cái chuyện này nữa nè mọi người. Chắc mọi người cả cộng đồng ở trên mạng này là biết con nhỏ Phương Anh mà thường thường trên cộng đồng mạng kêu bà chị bánh tét đó mọi người, Phương Anh bánh tét á. Nói với bà chị hai này có cái mối quan hệ gì không mọi người? Mà sao nó lên nó chửi bà quá trời luôn mà bà không có dám trả lời tiếng nào luôn mọi người, bà không dám kêu tên nó ra luôn. Hay là ba hai người này hồi đó hồi xưa có cái gì bí ẩn lắm nè mọi người, đúng không? Cho nên bà không dám kêu tên ra. Con Phương Anh nó nói là nó giữ nhiều cái clip set của bà dữ lắm, bà lớ quớ là nó tung lên đó. Nhưng mà tôi nghĩ là con Phương Anh nó chỉ hù bà cái vụ clip set thôi. Mà tôi nghĩ cái quan trọng cái là tôi nghĩ không biết chuyện gì mà hai người này á, bà này bà sợ con Phương Anh giả mang luôn mọi người, thiệt. Trời ơi, nó chửi bà ha, nó chửi. Không biết tôi nói câu này ra TikTok nó có xóa bài tôi không trời. Nó kêu của bà bằng con đĩ này đĩ kia không đó trời. Rồi kêu ông Dũng bằng thằng này thằng kia không. Mà bà không dám lên bà nói tiếng nào trời trời. Không nhận bà này bà sợ Phương Anh giả mang luôn trời. Chắc hai người cái bà làm cái gì nè, con Phương Anh nó nắm thớp bà này nè. Cho nên bà không dám kêu. Từ hồi lúc mà bà chưa đi tù luôn, bà chưa đi tù mà lúc mà bà lên mạng bà chửi bà trời đó, Phương Anh nó chửi bà dữ lắm. Rồi bây giờ nó cũng chửi dữ lắm mà bà không dám kêu cái tên nó ra luôn á trời. Mọi người có ai biết không? Có ai biết cái mối quan hệ của hai người này sao không? Biết đi rồi nói cho mình nghe đi. Mình lên mạng mình chửi tiếp nữa cho mọi người nghe. Nghe không? Tôi thắc mắc dữ lắm, tôi thắc mắc hai người này sao nè mà bà không dám chửi con Phương Anh. Ngộ vậy đó. Mọi người biết tại vì sao bà Nguyễn Phương Hằng á, bà xuất ngôn quốc thầy Thích Minh Tuệ không chịu phản nào? Để em giải mã cho các anh chị nghe coi có hợp lý hay không nha. Mọi người hãy comment dưới giùm em. Đầu tiên là thầy Thích Minh Tuệ là một hiện tượng mạng xã hội rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình, rất được nhiều người yêu thương và ủng hộ. Thứ hai, bà Nguyễn Phương Hằng vừa đi tù về. Thứ ba là công ty Đại Nam làm ăn thua lỗ trong lúc bà đi tù. Thì bây giờ bà muốn câu view, câu like á, thì bà phải tìm những người nổi tiếng nhất ở mạng xã hội là ai? Là thầy Thích Minh Tuệ. Vì khi bà công kích vào thầy Thích Minh Tuệ thì thầy Thích Minh Tuệ đâu có phản bác lại bà đâu. Thì bà thích nói gì bà nói để bà câu view, câu like. Khi mọi người tập trung về cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng là nói về thầy Thích Minh Tuệ á, thì bà sẽ hẹn là ngày 20 tháng 10 để tổ chức một cái live stream phải nói cho mình biết là ông Thích Minh Tuệ sai chỗ nào và đúng chỗ nào. Nhưng đến khi bà tổ chức cái phiên live ngày 20 tháng 10 á, bà đâu có nhắc nhở gì tới thầy Thích Minh Tuệ đâu. Bà đều nói về An Phước và bà Việt Tê kia. Nói chung đều có mục đích hết. Còn mọi người nói bà là một người là có giúp trẻ em quỹ mô tim và ủng hộ mặt trận Tổ quốc là 10 tỷ 20 tỷ và kêu gọi mọi người ủng hộ, đều có mục đích hết. Tôi thử hỏi mọi người, khi mọi người vay mượn tới 30.000 tỷ thì 10 tỷ 20 tỷ là cái gì, đúng không? Giả thử 10 tỷ 20 tỷ này bà đi vay rồi bà cho lại dân đi, thì giả thử sau này bà không có khả năng trả 30.000 tỷ đó, thì 30.000 tỷ từ đâu ra? Cũng đều từ dân mà góp vào, đúng chưa?
bả đang thu hút người yêu thương bả và kích cầu khu vực Đại Nam của bả. Đều có mục đích hết. Mọi người thấy em nói hợp lý không? Cô ơi, cô đẹp là cô phải sang. Cô là doanh nhân là cô phải đẳng cấp. Cô phải quý khoái, cô phải mà thần thái. Chứ cô mà doanh nhân cái kiểu gì, CEO kiểu gì mà cô muốn nói ai muốn nói muốn mạ lị người nào, cô mạ lị mày mạ lị những người á mà xúc phạm cô á, thì cô mạ lị hay cô nói sơ sơ hoặc là cô mà không cần đếm xỉa nha ta chi. Chứ ai mà cô, ông thầy chùa cô cũng soi, ông thầy tu cô cũng mới. Mà những cái người mà cần cô lên tiếng á, để bảo vệ cái chân chính và cái lẽ phải á, thì cô không nói. Cho ông thích nhặt ngậm nhừ, ông thích cũ từ, ông thích cúng dường, ông thích tiền đô thì cô không nói. Mà tự lên cô đi mạ lị người này, cô mạ lị người kia, cô đi soi mói. Là một con người á, cô thừa biết rằng là lúc nào cũng có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Cô nói thì cô thừa nó thừa nhận rằng là cô nói cũng có người yêu cô và người ghét cô. Ủa vậy thì người yêu cô thì cô phải để là cô nói để họ theo yêu cô. Còn cái người họ ghét cô, họ không thích cô thì họ phản biện lại. Cô phản biện lại rồi cô đi hăm dọa, rồi cô thách đấu đố dư luận, cô đánh tráo khái niệm. Cô làm như vậy cô biết không? Cô không có, cô đã nói cô đẹp mà, cô đẹp là phải sang, đẹp là phải độc, đẹp là phải vẻ vang, đẹp cho làm sao cho rình rang cái công ty của mình đẳng cấp một của một CEO, chứ không phải như cô mà lúc nào cũng bi bô là bi a hình ảnh cho mình CEO tài năng đức độ mà toàn là làm những điều không đúng với lương tâm. Đó là một điều mà chân thật nhất của nụ xì tiếng này gửi đến cô. Mong muốn cô rằng là kể từ đây về sau thay đổi hình tượng lại, phong thái lên, là một bà từ hy rất là thánh mẫu hiền lành, là một người quân tử có cái chữ từ bi, là một người mà sống là mình làm việc thiện thì cái tâm mình phải thiện, mình làm việc tốt là cái miệng mình nói ra những lời tốt đẹp giúp đỡ mọi người, phải luôn luôn che chở che yêu thương. Mình đã làm việc nghĩa được thì mình phải sống rất là quân tử, rất là anh minh. Đừng hăm dọa, đừng mạ lị, đừng soi mói, đừng bắt buộc người khác phải theo nghe ý mình khi họ không thích. Mình sống sao cho đẳng cấp mới là một người doanh nhân thành đạt của nước Việt tự hào. Chứ cô cứ vậy, lúc cô gào tôi hét, lúc cô la cô khóc, lúc cô chửi cô bới, lúc cô mạ lị người ta, lúc cô cho mình là chính nghĩa, cô làm như vậy á, mất đẳng cấp, mất đoàn kết dân tộc, chia phe chia phái, làm như vậy là rối trị an ninh đất nước Việt luôn đó cô. Đúng không chứ cô bé?